A à Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện ăn tải nghe A về Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học toán Việt Sách Ngày hôm nay cô Vân rất là vui khi mà được đồng hành với các em trong một phần học hoàn toàn mới Đó là một số yếu tố thống kê và xác suất. Chương 4, một số yếu tố thống kê Thống kê thì đóng vai trò ngày càng quan trọng trong xã hội hiện đại Hàng ngày, báo đài truyền hình thường xuyên cập nhật các dữ liệu thống kê về sản lượng sản xuất, giá cả, thu nhập, dân số, thời tiết, dịch bệnh. Những dữ liệu thống kê giúp chúng ta nắm được tình hình hiện tại và lên kế hoạch thích hợp cho tương lai. Trong chương này, chúng ta sẽ học cách thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu thống kê bằng biểu đồ. Và ở phía dưới là một hình ảnh của bàn phím của máy tính chúng ta đã khá là quen thuộc rồi đúng không? Và trong bàn phím này người ta có sắp xếp các thứ tự các chữ cái. Vậy thì tại sao mà người ta lại sắp xếp như vậy? Người ta lấy từ đâu? Thì người ta nói rằng bằng việc thu thập dữ liệu về số lần gõ các chữ cái, người ta đã cải tiến và sắp xếp vị trí các ký tự trên bàn phím hiệu quả như ngày nay. Như vậy việc thu thập dữ liệu có một vai trò rất là quan trọng đúng không nào? Vậy thì thu thập dữ liệu là gì? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu bài học đầu tiên. Bài 1 thu thập và phân loại dữ liệu từ khóa trong bài học này gồm có thống kê dữ liệu số liệu tiêu chí đánh giá tính hợp lý của dữ liệu khởi động bài học với một nội dung đầu tiên theo tổng cục môi trường việt nam có khu hệ chim phong phú và đa dạng với tổng số loài chim ghi nhận là 888 loài trong đó có 72 loài chim hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức độ toàn cầu 51 loài thì ít xuất hiện và hiếm gặp theo tạp chí môi trường của tháng 4 năm 2017. Theo em việc thu thập các thông tin ở trên đã giúp ích gì trong việc bảo tồn các loài chim? À như vậy thì từ việc thu thập dữ liệu thấy là tổng số loài chim là 888 loài, trong đó có tới 72 loài thì đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức toàn cầu và 51 loài thì ít xuất hiện và hiếm gặp. Từ cái số liệu đó thì người ta sẽ đưa ra cái việc là kế hoạch để bảo tồn 72 loài chim cũng như là 51 loài ít xuất hiện và hiếm gặp này Đúng chưa nào? Vậy việc thu thập dữ liệu là gì? Ở trong toán học chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào phần 1 nhỏ Thu thập dữ liệu Khám phá hoạt động số 1 Từ bản điều tra về các môn thể thao được ưa thích Ở lớp 6A dưới đây Em có thể thu thập được những thông tin gì? Bảng 1 Trong bảng 1 này thì gồm có các môn thể thao Môn đầu tiên là bóng đá môn thứ hai là cầu lông môn thứ ba là bóng bàn môn thứ tư là đá cầu và môn thứ năm là bóng rổ ở đây người ta kiểm đếm như sau cứ mỗi một bạn mà thích bóng đá thì các bạn hãy gạch một gạch để thể hiện như vậy đây chúng ta đếm là có 1, 2, 3, 4, 5 5 x 3 là 15 16, 17, 18 như vậy số bạn đã thích ở đây là 18 ở đây kiểm đếm cứ một bạn thích thì bạn ấy lại đánh dấu một gạch để thể để, đánh dấu được chưa nào vậy thì ở đây một hai ba bốn năm năm với bạn sáu bảy tám vậy đây là tám đây là một hai vậy số bạn ưa thích môn bóng bàn là hai đá cầu là một hai ba bốn vậy ở đây số bạn ưa thích đá cầu là bốn bạn bóng rổ là một hai ba bốn năm số bạn ưa thích là năm bạn vậy thì thông qua cái bảng số 1 này thông tin chúng ta đã thu được những thông tin là một là những môn thể thao mà được ưa thích của lớp 6 a là gồm có bóng đá, cầu lông, bóng bàn, đá cầu và bóng bóng rổ. Và những và biết được cái số lượng yêu thích của từng môn, được chưa? Và từ đó cũng biết được rằng là môn nào được nhiều bạn ưa thích nhất. Ví dụ như môn bóng đá là được nhiều bạn ưa thích nhất và môn bóng bàn là ít bạn yêu thích nhất. Vậy từ bảng điều tra về các môn thể thao được ưa thích ở lớp 6A chúng ta đã thu được thông tin là các môn thể thao yêu thích này và số bạn yêu thích tương ứng với môn thể thao đó từ đó là rút ra được một số cái nhận xét đúng không nào và những thông tin thu thập được như số chữ hình ảnh vân vân thì được gọi là dữ liệu và dữ liệu dưới dạng số thì được gọi là số liệu có nhiều cách để thu thập dữ liệu như là quan sát này lập phiếu điều tra hay còn gọi là phiếu hỏi ấy hoặc thu thập từ những nguồn có sẵn như sách báo trang web ví dụ một trong bảng 1, dữ liệu bao gồm danh sách các môn thể thao, bóng đá, cầu lông và các số liệu là 18, 8, v. vân vân Vận dụng chúng ta thực hiện làm bài thực hành số 1. Nhà bạn Mai mở tiệm kem, bạn ấy muốn tìm hiểu về các loại kem yêu thích của 30 khách hàng trong sáng chủ nhật và thu được kết quả như sau. Ở bảng này là bảng các loại kem yêu thích, ở đây có loại dâu, nho, sầu riêng, sô-cô-la, vani. Và đây là bạn ấy đi kiểm đếm, cứ hỏi người nào mà Yêu thích loại nào thì bạn ấy sẽ đánh dấu một cái dấu gạch vào đấy. Ở đây dâu được chưa nào? Thì xem kiểm đếm ở đây là 1 2 3 4 5. 5 với 5 là 10, vậy đây là 11. Nho là 1 2 3 4. Sô riêng là 5 với lại 3 là 8. Sô cô la là 5, vani là 2. Từ bảng kiểm đếm của bạn Mai em hãy cho biết Mai đang điều tra về vấn đề gì? Vậy ở đây thì Mai đang điều tra về loại kem yêu thích của 30 khách hàng. Được chưa nào? Thực hành 1. ý A qua đây nè Mai đang điều tra loại kem yêu thích của 30 khách hàng. Hãy chỉ ra các dữ liệu mà bạn ấy thu thập được trong bảng. Vậy ở đây là có bao nhiêu người yêu thích loại dâu đấy? B. Ở đây là cộng của dòng tiếp theo nhé. Còn xin lỗi. Hãy chỉ ra các dữ liệu mà bạn ấy thu thập được trong bảng. Thu thập được trong bảng thì chúng ta nhận thấy là dâu là có bao nhiêu người đây? Dâu là có 11 người. Có 11 người thích vị dâu. Hay là thích loại dâu, có bốn người thích loại nho và có tám người thích loại sầu riêng. Và đây là có 5 người thích sô-cô-la. Có 2 người thích loại vali. Như vậy thì bạn ấy đã thu thập được là bao nhiêu người thích loại kem gì, được chưa nào? và từ đây thì bạn ấy nhận thấy là kem dâu là nhiều người yêu thích nhất và hương loại vani là ít người yêu thích từ đó thì bạn ấy cũng sẽ có thể là ví dụ như là sẽ làm tăng cái vị dâu nhiều lên bởi vì nhiều người nhiều người thích ăn thì sẽ nhiều người gọi đúng không nào và vani thì bạn ấy làm sẽ ít hơn đúng chưa nào đây là cái ý nghĩa của việc thu thập dữ liệu Vận dụng các em sẽ làm ở bài tập vận dụng 1. Em hãy thử phân công các bạn trong tổ cùng kiểm đếm các loại vật dụng có trong lớp học như bàn, ghế, vân vân Và thống kê các vật dụng có trong lớp theo bảng loại vật dụng có bàn, ghế, bảng, đúng như thế nào, vân vân Và các bạn kiểm đếm và ghi số lượng tương ứng. Vậy thì hoạt động này các bạn sẽ thực hành ở trên lớp nhé. Phần 2 nhỏ là phân loại dữ liệu khám phá hoạt động số 2. Quan sát bản điều tra số lượng con vật nuôi ở nhà của học sinh tổ 4 lớp 6A dưới đây. Tổ 4 này có các bạn tên là Mai, Lan, Cúc, Trúc, Yến, Hùng, Cường, Thanh và các con vật được tổ 4 nuôi ở lớp 6A. Bạn Mai nuôi 1 con chó, 5 con cá, vậy tổng số con vật là 6. Bạn Lan nuôi 2 con chó, 2 con mèo, tổng số con vật là 4. Bạn Cúc không nuôi con gì cả nên tổng số con vật là 0. Bạn Trúc nuôi một con chó, một con mèo vậy tổng số con vật là 2. Bạn Yến nuôi một con mèo, một con chim, tổng số con vật là 2. Bạn Hùng không nuôi con vật nào, tổng số con vật là 0. Bạn Cường nuôi 4 con chim, bốn con cá, tổng số vật nuôi là 8. Bạn Thanh nuôi 8 con cá, hai con mèo vậy tổng số con vật là 10. Em hãy cho biết có bao nhiêu học sinh không nuôi con vật nào? Có bao nhiêu loại con vật được nuôi? Chúng ta trả lời câu hỏi đầu tiên. Ở đây chỉ có bạn Cúc là không nuôi con vật nào Và bạn Hùng cũng là không nuôi con vật nào Ở đây vậy thì có bao nhiêu học sinh không nuôi? Có hai bạn không nuôi hay là có hai học sinh không nuôi con vật nào? Chỉ là bạn Cúc và bạn Hùng đúng không nào? Có bao nhiêu loại con vật được nuôi? Ở đây có này Một là chó Hai là cá Chó nói rồi nên không nói nữa Chó, cá, mèo là ba Chó mèo viết rồi Chim là 4 đúng nào? Như vậy đây có tất cả là bốn con vật được nuôi gồm có con chó, con cá, con mèo và con chim. Như vậy là có bốn loại con vật được nuôi. Vậy thông tin thì rất là đa dạng và phong phú. Việc sắp xếp thông tin theo những tiêu chí nhất định thì còn gọi là phân loại dữ liệu khi chúng ta đang cần quan tâm đến vấn đề gì, quan tâm đến tiêu chí nào thì chúng ta sẽ sắp xếp theo tiêu chí đó, được chưa nhỉ? Ví dụ như ở hoạt động khám phá số 2 người ta quan tâm đến số học sinh không nuôi con vật nào hay là có bao nhiêu con vật được nuôi chẳng hạn, được chưa nào? Tùy vào cái tiêu chí mà chúng ta đang quan tâm để phân loại dữ liệu. Ví dụ hai hình bên là các bình ga của một cửa hàng đang bán. A cửa hàng đang bán tất cả bao nhiêu bình ga? B cửa hàng bán mấy loại bình ga? Hãy cho biết số lượng bình ga mỗi loại. Vậy đây có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kiểm đếm, cửa hàng đang bán tất cả 10 bình ga. Cửa hàng bán mấy loại bình ga? À, nếu lấy tiêu chí là kích thước thì có 2 loại bình ga là bình cỡ nhỏ là 8 bình, 1 2 3 4 5 6 7 8. Bình cỡ lớn là 2 bình. Nếu lấy tiêu chí là màu sắc thì có 3 loại, bình ga là màu hồng, màu cam và màu vàng. Màu hồng là 6 bình, màu cam là 2 bình, màu vàng là 2 bình. Vận dụng chúng ta sẽ đi làm bài thực hành 2, hãy hoàn thành việc phân loại dữ liệu trong bảng điều tra ở hoạt động khám phá số 2 theo gợi ý như sau: có nuôi con vật hay không và số bạn. Đây là có nuôi và không nuôi. Vậy thì phân loại dữ liệu ở đây là giữa nuôi con vật và không nuôi con vật. Quan sát ở bảng hoạt động khám phá số 2 nhận thấy những bạn nuôi này, Mai là 1 này, Nam là 2 này, Trúc là 3 này, Yến là 4 này, Cường là 5 này, Thanh là 6. Như vậy ở đây chúng ta điền được có nuôi là 6 bạn. Và không nuôi chúng ta đếm được là 2 thì chúng ta lập được bảng này cũng có có nuôi là 6 và không nuôi là 2 bạn. Sang đến phần 3 nhỏ khi chúng ta mà Thu thập và phân tích dữ liệu thì cần phải có những cái dữ liệu đó thì cần phải hợp lý, đúng không nào? Vậy tính hợp lý của dữ liệu là gì? Chúng ta cùng khám phá hoạt động số 3. Em hãy chỉ ra các điểm không hợp lý trong các bảng dữ liệu sau. Ý A là danh sách đội học sinh dự thi văn nghệ của lớp 6A5. Bảng 2, số thứ tự 1 là bạn Nguyễn Văn Nam, 2 là bạn Trần Thị Vân, 3 là Lê Thúy Hà, 4 là 38448784. 5 Phạm Hồng Hà, 6 là Ngô Xuân Giang. Vậy nhận thầy ở đây cái điểm không hợp lý ở đây là cái điểm ở số thứ tự 4. Cái bạn 384 48784 này thì không phải là cấu trúc của họ và tên, đúng không nào? Nên là ở đây không hợp lý ở cái phần viết như thế này. Tiếp theo ở bảng B. Điều tra tuổi của 20 bé đăng ký tiêm chủng tại phường 15 trong một buổi sáng người ta thu được bảng số liệu ban đầu như sau là bảng 3, ở đây bé thứ nhất Ở đây là tuổi Là 2 tuổi 3 tuổi 3 tuổi 4 tuổi 2 tuổi 3 tuổi 3 tuổi 3 tuổi 1 tuổi Âm 2 tuổi Tương tự với các tuổi còn lại Thì chúng ta nhận thấy Âm 2 tuổi với lại âm 3 tuổi Chúng ta chỉ có là 1 tuổi 2 tuổi Đúng 3 tuổi 4 tuổi vân vân Chứ không để có âm 1 tuổi và âm 2 tuổi hay là âm 3 tuổi Như vậy ở đây cái điểm không hợp lý ở đây là những cái số âm 2 âm 3 đúng không nào? Số tuổi không thể là số âm. Và từ đó để đánh giá tính hợp lý của dữ liệu thì ta cần đưa ra các tiêu chí đánh giá, chẳng hạn như là dữ liệu phải đúng định dạng, ví dụ như ở phần A đấy. Đúng định dạng của họ và tên. Hoặc là nằm trong phạm vi dự kiến. À, ví dụ như ở bảng 3 cái số tuổi mà đưa ra nó phải nằm trong phạm vi nó là những số nguyên dương đúng không nào? Nó không thể là những số âm. Ở ví dụ 3, trong bảng 3, dữ liệu trừ 3 không hợp lý vì tuổi của con người thì phải là số nguyên dương. Vận dụng chúng ta làm bài vận dụng số 2, tìm điểm không hợp lý cho các bảng dữ liệu sau. A là danh sách email của các bạn, tổ 1 lớp 6C, ở bảng 4, đây là bảng 4. Bạn thứ nhất tên là tổ trưởng, có email là conangmail a.gmail.com. Ở đây bạn này không thể là để được tên đúng định dạng của nó, không có định dạng là tên là tổ trưởng, đúng không nào? Đây là chức vụ rồi chứ không phải là tên Vì vậy ở đây không hợp lý Ở tên Tiếp theo Bạn Lê Thị Bạch Cúc Chúng ta nhận thấy đây là 12 trên 8 Trần Hưng Đạo Đây cũng không phải là định dạng của email Đúng không nào Tiếp theo Đinh Công 12 Cũng không phải là định dạng của tên Được chưa nhỉ Như vậy đây có một số cái điểm không hợp lý sang đến phần B, thân nhiệt, nhiệt độ của bệnh nhân A trong 10 tiếng theo dõi được ghi lại trong bảng sau. 39 độ, 38 độ, 39 độ, 37 độ, 40 độ, 0 độ, 41 độ, 100 độ, 38 độ, âm 2 độ. Chúng ta nhận thấy nhiệt độ của con người cứ trung bình là 35, 36 cho đến 37, đúng không nào? Thế mà đến những khi sốt thì nó sẽ lên 38, 39, 40 độ, đúng không nào? Như vậy đây những cái số mà chúng ta thấy là nó nằm không trong phạm vi Đấy là số 100 100 độ C thì nó là như kiểu là cái nhiệt độ của nước sôi rồi đấy Con người của chúng ta thì không có thể Trong cái thân nhiệt của chúng ta không thể nào mà nên đến tận 100 độ C đúng không nào? Hay là cũng không thể nào mà xuống 0 độ C hay là âm 2 độ C Nó trở thành đóng băng ấy đúng không nào? Nhiệt độ 0 độ C mới là nhiệt độ đóng băng Âm 2 thì lại càng đóng băng hơn nữa đúng không nào? Vì vậy đây có ba điểm không hợp lý là 0, 100, âm 2. Được chưa nào? Sang đến phần vận dụng và phần bài tập. Bài 1, Lan muốn tìm hiểu về món ăn sáng nay của các bạn trong lớp. Em hãy giúp Lan hoàn thành công việc. Ở đây các, các bạn trong lớp có các món ăn là xôi, bánh mì, bánh bao, cơm tấm, phở và bạn ấy kiểm đếm như sau, được các kết quả như thế này. Và đây thì bạn ấy chưa hoàn thành, ở đây là bạn ấy chưa đếm được cụ thể là bao nhiêu. Bạn ăn xôi, bao nhiêu bạn bánh mì, bánh bao, cơm tấm và phở đếm sôi nào 1 2 3 4 5 cứ mỗi một cái ô như thế này thì có 5 người vậy đây là 5 5 với 5 là 10 10 với 1 là 11 vậy số bạn ăn đây là 11 tiếp theo bánh mì ở đây 1 2 3 4 ở đây là điền là 4 bạn bánh bao 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bạn cơm tấm 1 2 3 4 5 5 bạn ăn cơm tấm, phở là 2. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bảng của bạn Lan. Sau đến bài tập số 2 là từ kết quả kiểm đếm của bạn Lan ở bài 1. Em hãy cho em biết bạn Lan đang điều tra về vấn đề gì? Bạn ấy thu thập được các loại dữ liệu gì? Món ăn nào được các bạn trong lớp chọn nhiều nhất? Vậy thì chúng ta quan sát lại bảng này thì nhận thấy bạn Lan muốn tìm hiểu về món ăn sáng nay của các bạn trong lớp vì vậy đây vấn đề mà bạn lan đang đi tìm hiểu đó chính là món ăn sáng nay của các bạn trong lớp chúng ta sẽ tìm hiểu được là vấn đề mà lan tìm hiểu là món ăn sáng nay của các bạn trong lớp qua bảng này thì bạn ấy thu thập được những dữ liệu gì? Đó là bạn ấy thu thập được các món ăn sáng mà các bạn trong lớp đã chọn thu thập được này. Các món ăn sáng các món ăn sáng mà các bạn đã chọn. Tiếp theo ở trong bảng này chúng ta cũng thu được là số bạn ăn của từng từng món và thu thập được số người ăn mỗi món thế nào vậy c là món ăn nào thì được chọn nhiều nhất chúng ta nhận thấy đó chính là món xôi có tận là 11 bạn ăn được chưa nào Vậy thì chúng ta có thể ghi là món xôi được các bạn trong lớp chọn nhiều nhất Món xôi được các bạn chọn nhiều nhất Sau đến bài tập số 3 Em hãy thực hiện điều tra như bạn Lan cho chính lớp của em về một chủ đề mà lớp của em quan tâm gợi ý một số chủ đề như là các môn học loại sách truyện loại phim ảnh mà các bạn yêu thích vậy ở đây thì các em sẽ hỏi các bạn ở trong lớp của mình có ví dụ về môn học chúng ta có thể kể tên ra một số môn học như sau ở đây bảng của chúng ta sẽ là bảng môn học và đây là số bạn yêu thích Ví dụ môn học thì có môn toán, môn văn, vân vân các môn khác ra thì các em sẽ đi điều tra các bạn ở lớp của mình nhé. Với cái cách làm tương tự là kẻ bảng như thế này. Sang đến bài tập số 4, thống kê số lần gõ bàn phím máy vi tính của một số chữ cái được dùng nhiều nhất khi viết 10.000 từ tiếng Anh thông dụng. Người ta thu được bảng số liệu sau chữ cái e gõ 1.202 lần, chữ cái t gõ 910 lần, chữ cái a gõ 812 lần, chữ cái o gõ 768 lần, chữ cái i gõ 731 lần, chữ cái n gõ 695 lần, chữ cái s gõ 628 lần, chữ r gõ 602 lần và chữ h thì gõ 592 lần. Hãy nêu các loại dữ liệu xuất hiện trong bảng thống kê trên. Vậy trong bảng thống kê này. Thì cô giáo nhận thấy như sau. Đầu tiên là xuất hiện hàng này là hàng chữ cái. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là bài 4 dữ liệu. Ở đây là thu thập được là gồm có chữ cái được dùng nhiều nhất là các chữ cái được dùng nhiều nhất. khi viết 10.000 từ tiếng Anh. Tiếp theo là số lần gõ các chữ cái. Đúng nào. Và dữ liệu tiếp theo là chúng ta tìm được đó là số lần gõ các chữ cái. Thế vậy thông qua bảng này chúng ta biết được hai dữ liệu một là các chữ cái và hai là số lần có các chữ cái theo em các dữ liệu đó có liên quan gì đến sự sắp đặt vị trí của các phím e và t ở trên bàn phím quan sát ở bảng này thì nhận thấy chữ e và chữ t là được gõ nhiều nhất và khi sắp xếp trên bàn phím người ta sẽ sắp xếp ở vị trí có thể thuận tiện nhất chẳng hạn. đúng nào sang đến bài tập số 5 Tìm kiếm các thông tin chưa hợp lý của bảng dữ liệu sau đây. Số học sinh vắng trong ngày của các khối 6 trường trung học cơ sở đoàn kết. 6A1 vắng 2, 6A2 vắng 1, 6A3 vắng 4, 6A4 là 0. Là K, 6A5 là 0, 6A6 là 1, 10, 6A7 là 100, 6A8 là âm 2. Vậy đây chúng ta sẽ thấy những cái điểm chưa hợp lý. Đầu tiên là lớp 6A4 ở đây vắng. Số học sinh số phải là chữ k thì không phải là một một số vậy đây không đúng định dạng được chưa nào? Vậy đây là không hợp lý. Tiếp theo 6A7 vắng tới 100 học sinh à trong lớp của một khối 6 thì không thể có lên đến tới 100 học sinh được chưa nào? Tiếp theo ở 6A8 là vắng âm 2 học sinh số học sinh thì không thể là số nguyên âm vì vậy đây điểm không hợp lý là cũng là điểm ở lớp 6A8 này là âm 2 không hợp lý được chưa? Như vậy thì sau bài học này chúng ta đã học những gì rồi? Đó là thực hiện được công việc thu thập dữ liệu từ các nguồn có sẵn như tranh ảnh, bảng biểu. Ví dụ như là ở bài tập số 3 ấy, các bạn là thực hiện được công việc thu thập dữ liệu về các số bạn thích các môn học nào, đúng chưa nhỉ? Và biết cách phân loại dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản, chúng ta đang quan tâm đến vấn đề nào thì chúng ta sẽ phân loại dữ liệu theo vấn đề đó và nhận biết được các tiêu chí đơn giản để nhận ra dữ liệu không hợp lý thì chúng ta phải thứ nhất là cũng phải nhìn xem chúng đã đúng định dạng chưa và thứ hai là nó đưa ra những cái dữ liệu người ta đưa ra đó thì nó đã nằm trong phạm vi nó phù hợp hay chưa được chưa nào bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo xin chào các em khóa học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của Việt sách